Chào anh LTK, chào anh Tính. Chào chú bác trên mọi miền Tổ quốc. Em là Quốc Tính ở Cồn Cò, ấp An Tấn, xã Lạc Tây, huyện Cái Sách, tỉnh Sóc Trăng. Hôm nay là ngày 15 Tây tháng 12 2020. Em có 19 phôi nguyệt quế, giao lưu cùng chú bác anh chị em trên mọi miền Tổ quốc. Em bao sống bao ship toàn quốc nghe chú bác anh chị em. Số điện thoại em là 0907 955 661. Em có 19 phôi nguyệt quế. Em không làm mất thì giờ của cô chú anh chị em. Hôm nay là cây này cây số 1 nha. Em đo chiều cao của nó nha chú bác chị em. Ngày 19 tháng 12 2020. Chiều cao nó là 112. Chiều cao 112 nha chú bác chị em. Hoành thân của nó. Lộn thứ dây. Hoành thân của em nó là 72 nha chú bác chị em. Hoành thân là 72. Bán kính bầu của nó là 91 nha chú bác nha em. Chú bác xem củ đế giùm em. Nguyệt quế lá chung bông chùm, thân sa ghi lá quắn nha chú bác chị em. Em có 19 phôi nguyệt quế, ngày 15 tháng 12 2020. Số điện thoại em là 0907 955 661. Quay cố cạnh cho chú bác xem. Mong cô chú anh chị em ủng hộ. Em là Quốc Tính ở Cồn Cò, ấp An Tắc, xã Lạc Tây, huyện Cái Sách, tỉnh Sóc Trăng. Quay cố cạnh giùm anh. Cây số 1 là giá 7 triệu nha chú bác chị em. Đây hơi nặng, cây này khoảng chừng 200 ngoài ký nha chú bác chị em. Cây số 1 là giá 7 triệu. Ngày 15 tháng 12 2020. Em có 19 phôi á. Rồi quay cố cạnh. Rồi đổi cây. Cái này cây mã số 2 nha chú bác chị em. Đo chiều cao nó 103, chiều cao 103 nha chú bác anh chị em. Chú bác xem cốt cành giùm em. Cây trực nha. Trực lắc cho chú bác nha em. Xem cốt cành kỹ giùm em. Để xem cốt cành giùm em. Em đo hoành thân của em nó. Năm mươi ba nha chú bác nha em. 53 nha. Hoành thân em nó là 53. Bác xem củ đế giùm em. Củ đế nha chú bác nha em nè. Còn cùng tay em ấy chú bác nha em. Cây số 2 là giá 3.500.000 nha chú bác nha em. Số điện thoại em là 0907 955 661. Hôm nay em có 19 phôi đó, là ngày 15 tháng 12 2020. Cây số 2 là giá 3.500.000 nha chú bác nha em. Rồi, đổi cây. Đây mã số 3. Anh đo chiều cao nó 111. Bác xem cốt cành giùm em nha. Bác xem cốt cành giùm em. Bác xem kỹ cốt cành em chú bác. Rồi em đo hoành thân em nó. Hoành thân là 52 nha chú bác nha em. Hoành thân 52. Bác xem củ đế giùm em. Xem củ đế kỹ giùm em. Cây này củ đế đặc nha chú bác nha em. Củ đế đặc à. Cái mã số 3 là giá 3.500.000. Cốt cành củ đế đặc nha chú bác nha em. Rồi đổi cây. Số 4 nè. Cây mã số 4 nha chú bác nha em. Em đo cành phóng nó luôn. 112. Cành đứng của nó là 62 nha chú bác nha em.
có xem cốt cảnh giùm em. Đây này cái trực bay nghe chú bác nè. Đây là cái trực bay chú bác anh chị em ơi. Cái này cái trực bay. Em đo hoành thân của em nó nghe chú bác chị em. Hoành thân của em đó anh. Em đo vị trí này nghe chú bác chị em. Em đo vị trí này là hoành thân 76 nghe chú bác chị em. Vị trí này nha. Hoành thân 76. Bán kính bầu. Bán kính bầu là 81 nha. Chú bác xem củ đế giùm em. Chú bác xem củ đế giùm em. Cây này cây mã số 4 là giá 7 triệu nha chú bác nha em. Mã số 4 là giá 7 triệu nha chú bác nha em. Xem kỹ giùm em củ đế cốt cành. Cái này cái chụp bay nha. Rất đẹp nha. Cắt rất nhỏ. Mã số 4 là giá 7 triệu nha chú bác nha em. Rồi đổi cây. Cái này cây mã số 5 nghe chú bác nha em. Cái này cây mã số 5. Em đo chiều cao nó nghe chú bác nha em. Chiều cao nó là 86. Cây này đúng là long lân mưu phụng nghe chú bác nha em. Thú nè, 3-4 thú nghe chú bác nha em. Em đo hoành thân em nó 55 nghe chú bác nha chị em. Rồi quay cốt cành cho chú bác xem. Củ đế đúng là long lân mưu phụng nè. Rồng cũng được, mà lăn cũng được, mà phụng cũng được. Dãy đuôi đều có hết nha chú bác nè. Đây này lắc rất đẹp nha, 3-4 giọng nha. Già cây lắm rồi chú bác em. Cây mã số 5 là giá 4 triệu nha chú bác em. Cây mã số 5 là giá 4 triệu. Cho chú bác anh chị em xem củ đế. Cốt cành nè, cành lắc lượng nè. Mã số 5 là giá 4 triệu. Mã số 5 là giá 4 triệu nha chú bác em. Ngày 15 tháng 12 2020. Rồi đổi cây. Này cây mã số 6 nha chú bác em. Mã số 6. Em đo cành phóng nó chú bác chị em. 83. Trực đứng của nó là 48 nha. Bác xem cốt cành giùm em. Nó này dán siêu phong nha chú bác chị em. Ngày 15 tháng 12 2020. Cây này cây mã số 6. Em đo hoành thân cho chú bác xem. Hoành thân 49 nha chú bác nha em. Hoành thân 49. Cây mã số 6 là giá 2.900.000. Hoành thân 49, củ đế đẹp. Em có 19 phôi á là ngày 15 tháng 12 2020. Số điện thoại em là 0907955661. Cây mã số 6 là giá 2.900.000 nha chú bác chị em. Rồi đổi cây. Nhìn nè. Cái này cây mã số 7 nha chú bác chị em. Em đo chiều cao. Chiều cao 57 nha chú bác chị em. Chú bác xem thân của em, thân trực lên nha chú bác. Hơi lắc nhẹ cái nha chú bác em. Cây mã số 7. Củ đế thì khỏi lo nha chú bác em, rất đẹp. Rồi em đo gì? Đo hoành thân cho chú bác xem. Hoành thân là 46 nha. 47 như tính 46 thôi. Cái này giá là 2.500.000 nha chú bác em. Đúng là cây lùng luôn. Lùng mà lắc nữa nghe chú bác em. Cây mã số 7 là giá 2.500.000. Đổi cây. Cây này cây thế nghe chú bác em. Cây rất đẹp nha. Chiều cao nó là 34. Cành phóng của nó cũng là 34. Rất đẹp nghe. Này cái thế đẹp lắm nghe chú bác em nè, chú bác xem nè, lắc nhẹ một cái, cái này lắc nhẹ một cái, đẹp dữ lắm nghe chú bác em, chú bác xem củ đế giùm em,
xem giùm em. Em đo ngay chú bác cho em. Em đo vị trí này là 57 nha chú bác cho em. 56 gần 57. Rất đẹp nha. Cái mã số 8 là giá 3 triệu nha chú bác cho em. Này để trong trọng dĩa là đẹp lắm luôn á. Cái bán kính bầu 54, bán kính bầu là 54. Cái mã số 8 này giá 3 triệu ngày 15 tháng 12 2020. Bác xem kỹ nha nè, đẹp nè. Rồi đổi cây. Cái mã số 9. Chiều cao nó 60. Cành thấp của nó, cành thấp nó là 48 nha chú bác chị em. Bác xem củ đế và cốt cành giùm em. Đây là đẹp. Rồi em đo hoành thân cho chú bác xem. Hoành thân nó là 46. Em đo vị trí là hoành thân 46 nha. Cái mã số 9 là giá 1.800.000. Bác xem kỹ giùm em. 1.800.000 nha, cây mã số 9 nha chú bác cho em. Rồi, ok. Em có 19 thôi nha, nghe chú bác cho em. 19 thôi. Ngày 15 tháng 12 2020 nha chú bác cho em. Chiều cao nó là 81, 82. Bác xem cốt cành nha em, cái lắc nha, rắn thú mà lắc. Nè, cộng đế của nó nè. Nói cho bác xem kỹ giùm em. Rồi em đo hoành thân cho chú bác xem. 50 nha. 50 nha chú bác cho em, 50. Cái mã số 10 là giá 2.500.000. Xem củ đế cốt cành giùm em. Hơi lắc, ghế nó hơi lắc, quay hình ra không? Không được đẹp đó. Bác xem kỹ giùm em nè, đó. Thấy không? Đây là lắc ức này nha chú bác nha. Đó. Đây nè, giọng dưới xe nè, chú bác xem kỹ mình nè, đó. Mã số 10 là giá 2.500.000, đổi cây. Đó lắc mít nha chú bác cho em, đây là rất là đẹp. Chiều cao nó là 67. Nó xem nè em, rất đẹp nha, mặt cắt nhỏ nha. Đây quay đây xúc cái ghế à. Xem kỹ giùm em, cây tròn. Cây này già cây lắm rồi nghe chú anh em. Rồi, em đo cho chú bác xem hoành thân. Hoành thân 59 nha chú bác em. Hoành thân 59. Mã số 11 giá 3.600.000. Xin kỹ em ơi, để muối muối nè, cây này đó rễ cám rất nhiều, vì cây này trồng chậu người ta bán em mua luôn. Thành ra rễ cám nó lên nè, lừ hết trơn, trồng chậu mà chứ không phải dưới mặt đất, nó thuần chậu rồi. Cây mã số 11 giá 3.600.000, đổi cây lắc ngay cho bác nha. Cây mã số 12, cây mã số 12 nha chú bác cho em. Chiều phóng của nó là 85, giọng chữ C nha chú bác cho em. Bác xem kỹ giùm em, giọng chữ C lắc nha. Rồi quay ghế, rớt ghế. Đây, đây giọng chữ C đây. Phần trên nó hơi lũa, quay cho chú bác xem. Lũa nhưng mà nó ấy rồi, nó sạch mặt rồi ha. Nè, rồi kỹ giùm em. Bởi vì cây này bán là giá cũng rất là mềm. Em đo vị trí này nha chú bác em. 56, hoành thân 56. Mã số 12 là giá 2.600.000 nha chú bác em. Rất đẹp nha, đế là bóc bỏ muối nha. Nó thân thì lắc nè, bác xem kỹ giùm em nè. Trường nó lắc. Mã số 12 là giá 2.600.000. Rồi đổi coi.
mã số 13, thống trọng dây xe của nó là 71, trực thẳng đứng của nó là 57, miệt quế lá chung bông trùm, thân xe ghi lá quắn nha. Em bao sóng bao ship toàn quốc nha chú bác chị em. Rồi em đo hoành thân của nó em nói luôn, ngày 15 tháng 12 2020 hoành thân nó là 53, mã số 13 luôn, là giá 2.300.000. Chú bác xem củ đế giùm em và thân luôn. Đế kẹt à. Bác xem kỹ giùm em, mã số 13 giá 2.300.000 nha chú bác em. Hoành thân to, em bán là bao sóng bao ship toàn quốc nha chú bác em. Rồi đây một dòng chiếc xe rất đẹp, trực bài trực dòng chiếc xe. Rồi đổi coi, mã số 14, cái trực đứng của nó, trực đứng của nó là 90, thống nhẹ của nó là 66, cái mã số 14 nha chú bác chị em. Bác xem cốt cành em rất có duyên nha, cái này kia làm sao cũng được, tam tài cũng được, trực giống dĩ xe cũng được, rất đẹp. Cái cây này nó năng chậm quế đá chung bông trùm, thân sa ghi lá quắn. Bữa hôm nay là ngày 15 tháng 12 2020, em có 19 thôi nghe chú bác chị em. Số điện thoại em là 0907 955 661, hoành thân là 59, hoành thân 59 nha chú bác chị em. Mã số 14 là 4 triệu, rất đẹp nha, cây năng chậm nha. Em đo mà trên đây đó là trên 2 tấc luôn, rất cũng rất là to nha, trên 2 tấc nè là 56 nha. Một gan em nè vẫn là 56, cây năng chậm, mã số 14 là 4 triệu nha chú bác chị em. Xem kỹ cốt cành giùm em. Rồi đỡ cây, mã số 15 đây, đây là đúng nè, đúng giọng chữ C nè, không đổ, rất đẹp. Chiều bay của nó là 73, đây giọng chữ C đây, cho bác xem kỹ với em, xem kỹ cốt cành em nha. Đó, cái phần lõi nè, nó lũa nè, mình lại tăng thêm cái vẻ đẹp nha, cứng ngắt thôi chứ không phải mục mẹo gì hết nha. Đây nữa nè, nhưng mà cây này rất là đẹp, rất ok nghe chú bác chị em, duyên dáng lắm, tăng thêm cái vẻ đẹp thôi chứ không có gì. Rồi em đo hoành thân đó nghe chú bác chị em, hoành thân là 49 nè, hoành thân 49, mã số 15 là giá 2.500.000, mã số 15 là giá 2.500.000 nghe chú bác anh chị em. Ngày 15 tháng 12 2020, số điện thoại em là 0907 955 661, mã số 15 là giá 2.500.000. Rồi thôi, mã số 16, chúng tôi chiều cao của nó là 48, chiều cao bên đây, cái này cây song thụ nha, 42, mã số 16. Rồi em đo dành toàn thân luôn cho chú bác xem luôn đi. Hoành thân là 62 nha, vị trí này nghe chú bác xem. Hoành thân 62. Vì cây này nó dẹp ngang gian thức dây dữ lắm. Mã số 16 là 3.200.000 nghe chú bác xem. Bác xem em củ đế lùng lực đẹp. Đẹp lắm, đúng dáng thế bonsai. Mã số 16 là giá 3.200.000. Nó xem kỹ cho em, cứng vậy nè, để lế nè, dư mà em phải cắt bỏ thôi, dọn nhiêu đó thôi. Mã số 16 là 3.200.000. Rồi đó, nguyên một con thú nha, thú giọng chữ C nha, nguyên thú nha chú bác nha em, lắc nè. Rồi, giọng chữ C rất là đẹp. Chiều cao, chiều cao là 67, còn lộn, chiều cao là 85 nghe chú bác chị em, nguyên một con thú nha,
có cành lắc nha chú bác em, đó có đuôi thẳng luôn. Rồi em đo bình thân em nói cho chú bác xem, 45 nha chú bác em, mã số 17 bình thân 45 giá 2.600.000. Chú bác xem cốt cành đế giùm em nha, cốt cành là đế mã số 17 giá 2.600.000. Đây em kỹ giùm em, rất đẹp nha, giò cẳng không thiếu gì hết, đùi lưng xương sống gì có hết nha chú bác em, mã số 17 giá 2.600.000. Ok mã số 18 ngày 15 tháng 12 2020 chiều cao em nó là 80, có xem củ đế cốt cành em nha, này củ tròn nó trồng trong cái lưu á, rất là đẹp nha chú bác em, em đo hoành thân đó, hoành thân 47 nha chú bác em, hoành thân 47 mã số 18 là giá 2.500.000. Chú bác xem củ đế cốt cành em, cái này rất đẹp nha, lắc thân lắc nè, có phần nó lỗi nè, nó là chặt nhánh thì chắc kéo nè, cái lũa mà nhưng mà kéo này già lắm nghe chú anh em, không có gì hết, liền miếng rồi nè, đó liền trên liền dưới, tăng thêm cái vẻ đẹp của cho mình. Mã số 18 là giá 2.500.000, em có 19 thôi nghe chú bác em, ngày 15 tháng 12 2020 á. Rồi đổi coi mã số 19 là cây này cũng là cây cuối clip của em, ngày 15 tháng 12 2020 nghe chú bác em. Đo chiều cao nó 106, chiều cao 106, độ thẳng đứng nhỏ của nó là 73. Các xem cốt cành giùm em, rồi em đo hoành thân cho chú bác xem, hoành thân 54 nghe chú bác em, hoành thân 54. Cây mã số 19 cũng là cây cuối clip của em hôm nay nghe chú bác em. Cây này mã số 19 là cũng là giá là 3.000.000 nghe chú bác em. Để xem kỹ giùm em, cây này giống cực đẹp lắm, xem kỹ em chú bác nha anh chị em. Chào chú bác, anh chị em trên mọi miền Tổ quốc, nhớ ủng hộ giùm em là Võ Quốc Tấn ở Cồn Cò, ấp An Tán xã Lạc Tây, huyện Bến Sách, tỉnh Sóc Trăng. Em có 19 phôi ngày 15 tháng 12 2020. Số điện thoại em là 0907 955 661. Mong chú bác anh chị em ủng hộ em rất thành thật cảm ơn.